chỉ cần tích tắc đều đặn. Bà chủ mua về một chiếc đồng hồ mới, đặt nó cạnh hai chiếc đồng hồ cũ. Nó lo lắng hỏi, làm việc có khó không các anh? Chiếc đồng hồ cũ thứ nhất bảo, mỗi năm cậu sẽ phải chạy 32 triệu lần. Trông cậu yếu ớt thế, chỉ sợ cậu mệt bã người, rồi sẽ gục mất thôi. Chiếc đồng hồ mới nghe thấy thế thì kêu lên, ôi trời ơi, 32 triệu lần cơ à, khó thế à. Thấy chiếc đồng hồ mới lo lắng như vậy, chiếc đồng hồ cũ thứ hai bảo, cậu bé, đừng lo lắng thế, mỗi một giây cậu chỉ cần tích tắc một cái là được. Mỗi một giây tích tắc một cái, đơn giản thế thôi ư. Nghe lời bạn, đồng hồ mới tích tắc nhẹ nhàng, rồi một năm trôi qua, nó đã chạy được 32 triệu lần. Chỉ cần tích tắc đều đặn. Bà chủ mua về một chiếc đồng hồ mới, đặt nó cạnh hai chiếc đồng hồ cũ. Nó lo lắng hỏi, làm việc có khó không các anh? Chiếc đồng hồ cũ thứ nhất bảo, mỗi năm cậu sẽ phải chạy 32 triệu lần. Trông cậu yếu ớt thế, chỉ sợ cậu mệt bã người, rồi sẽ gục mất thôi. Chiếc đồng hồ mới nghe thấy thế thì kêu lên, ôi trời ơi, 32 triệu lần cơ à, khó thế à. Thấy chiếc đồng hồ mới lo lắng như vậy, chiếc đồng hồ cũ thứ hai bảo, cậu bé, đừng lo lắng thế, mỗi một giây cậu chỉ cần tích tắc một cái là được. Mỗi một giây tích tắc một cái, đơn giản thế thôi ư. Nghe lời bạn, đồng hồ mới tích tắc nhẹ nhàng, rồi một năm trôi qua, nó đã chạy được 32 triệu lần.